Năm dấu hiệu bạn nên vứt bỏ thực phẩm đông lạnh. Cuộc sống bận rộn khiến chúng ta không có thời gian mua thực phẩm hàng ngày, nên làm đông lạnh thực phẩm là cách phổ biến và tiện lợi. Tuy nhiên, dù làm đông lạnh sâu thì thực phẩm cũng có giới hạn để đảm bảo ở trạng thái và chất lượng tốt nhất. Dưới đây là một số dấu hiệu sẽ cho chúng ta biết lúc nào thực phẩm đông lạnh cần được bỏ đi, cùng xem qua nhé. Số 1, thực phẩm đã để quá lâu. Thực phẩm có thể để trong ngăn đá rất lâu, nhưng không phải là mãi mãi. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu bạn nhận thấy rau củ đông lạnh mất đi màu sắc tươi sáng và có thể có các tinh thể đá thì đây là dấu hiệu chúng nên được bỏ đi. Việc mất màu không cho thấy thực phẩm không lành mạnh hoặc không an toàn, nhưng nó có thể bị giảm chất lượng. Các loại thịt sẽ dần mất đi chất lượng ban đầu và thay đổi màu sắc trong tủ đông do tủ đông bị cháy, oxy hóa hoặc do thời gian bảo quản kéo dài. Số 2, có mùi lạ Mở ngăn đá tủ lạnh sẽ có một luồng khí lạnh tỏa ra, đó là điều bình thường. Nhưng nếu bạn ngửi thấy mùi hôi hoặc mùi gì đó thì có thể có sản phẩm đang bị phân hủy trong tủ đông. Vì vậy, hãy kiểm tra tủ đông thường xuyên và tin vào khứu giác của mình để loại bỏ thực phẩm hư sớm nhất tránh làm ảnh hưởng đến các loại thực phẩm khác. Số 3, thấy bất kỳ vũng nước nào. Khi kiểm tra tủ đông, hãy loại bỏ bất cứ thứ gì đang ở dạng lỏng, bởi đây là dấu hiệu rõ ràng nhất của việc rã đông một phần. Điều này cho thấy nhiệt độ đã bị tổn hại và là lý do chính đáng để loại bỏ thực phẩm vì có thể thực phẩm không còn an toàn khi được chế biến. Số 4, kết cấu sản phẩm kỳ lạ. Thịt tươi khi đã được rã đông an toàn từ tủ đông không được dính nhão hoặc có mùi hôi. Nếu thấy thịt có các hiện tượng trên, hãy vứt bỏ ngay để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bạn. Số 5, không xác định được thời gian cất giữ nếu thực phẩm có trong tủ đông quá lâu mà bạn không nhớ đã để từ khi nào thì đây là lúc bạn nên vứt bỏ thực phẩm đó đi đừng chấp nhận rủi ro với thực phẩm khi bạn không thể xác định thời gian trữ đông cho dù loại thực phẩm đó vẫn có hình thức mùi hay kết cấu bình thường hãy dán nhãn trên hộp hoặc gói bao gồm tên thực phẩm và ngày được đông lạnh để có thể kiểm tra dễ hơn mà không phải đoán mò trên đây là năm dấu hiệu thực phẩm đông lạnh bị hư hỏng nên vứt đi ngay để bảo vệ sức khỏe hy vọng với những chia sẻ của mẹo và cuộc sống sẽ giúp ích cho tất cả mọi người cảm ơn các bạn đã theo dõi video cho giúp mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn vui vẻ